Ngày xưa xem diễn thể trang toàn super model, đầy hoa, á hậu, tiktoker thống trị. Được ưu tiên làm vedette nhưng lên sàn runway toàn xém té với làm lố. Em nhìn nhận thấy là đúng Việt Nam mình nhanh nhất để trở thành ngôi sao hạng A nó chỉ qua. Không, không bảo cho em tại vì cái kinh nghiệm của em cũng hơi ít và cái số rồi rồi sẽ chỉ diễn thì mình cũng ít rồi nên là không có gì trong mong mọi người bỏ qua em rồi. Sẽ cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn mọi người. Mạng xã hội phát triển kéo theo nhiều khía cạnh nghệ thuật thay đổi, trong đó có ngành thời trang. Các tổ chức cũng chuyển mình theo thị hiếu và sự viral nên các vị trí quan trọng dần thay thế các người mẫu, siêu mẫu bằng các hot tiktoker, hoa, á hậu có độ viral cao. Đổi lại, với lượt view cao đó là chuyên môn không đảm bảo. Chủ hoa hậu mà em, siêu mẫu chỉ là hạng 2 thôi. Hoa hậu mới là đổi đời. Điểm danh đến thì á hậu Phương Nhi cũng có tên trong danh sách này. Bước ra từ một cuộc thi nhan sắc danh giá, Phương Nhi lấn sân nhiều vai trò để làm mới mình, bao gồm cả làm vedette. Nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi Phương Nhi bị vấp xém té trên sàn diễn. Trả lời cho lỗi này của mình, Phương Nhi cho rằng cô nàng còn ít kinh nghiệm và sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Nhưng câu hỏi được đa số cộng đồng mạng đặt ra là biết còn ít kinh nghiệm mà vẫn đảm nhận vị trí quan trọng thì có đang làm quá sức hay không? Và khoảnh khắc hai siêu mẫu đình đám Quỳnh Anh, Quỳnh Hoa phải đứng nép qua một bên để Phương Nhi xuất hiện. Dù biết trong nhiều sự kiện Phương Nhi nhiều lần lấn đất từ hoa hậu này đến celeb khác về mặt nhan sắc nhưng như thế là chưa đủ. Khánh Vân cũng là một trong những nàng hậu có kỹ năng catwalk đỉnh nhưng cô cũng từng bị chỉ trích khi lên sàn runway nhưng múa nhiều hơn đi. Hay như trường hợp của Lê Bống và Trần Thanh Tâm cũng từng diễn vedette và nhận về chỉ toàn chỉ trích. Trong khi Trần Thanh Tâm thì té hết lần này đến lần khác thì Lê Bống lại đơ toàn tập với lối catwalk đơ như robot. Đến màn kết hợp của cả hai cùng diễn cặp thì cộng đồng mạng đồng thành thốt lên: ối rồi ôi luôn, lên sàn diễn muốn giao lưu với nhau nhưng kỹ năng lại chưa đủ, khiến cả hai có màn tấu hài cho người xem khi Trần Thanh Tâm kéo áo Lê Bống muốn xem té. Cảnh này người ta lập tức liên tưởng đến màn giao lưu thần sầu trên sân khấu của Võ Hoàng Yến với Minh Tú, cũng là xoay người nhưng siêu mẫu xoay người nó lại nằm ở đẳng cấp khác. Hay như Xin cũng từng diễn vị trí tốt trong sầu diễn, dù không nhận về quá nhiều ý kiến trái chiều nhưng khả năng trình diễn của cô nàng cũng cần phải cải thiện nhiều hơn mới có thể trở thành người mẫu thực thụ. Nếu ngày xưa tìm đến các chương trình thời trang để coi như thời trang và cuộc sống, Project Runway, Việt Nam International Fashion Week, người ta sẽ thấy trên sàn diễn toàn những người mẫu hay siêu mẫu được đào tạo bài bản. Vị trí first face hay vedette toàn những gương mặt kỳ cựu như Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Minh Tú, Xuân Lan. Mặc dù biết là che già thì măng mọc nhưng nhìn vào các sàn diễn thời trang hiện tại, số sàn diễn có sự xuất hiện của các siêu mẫu cho những vị trí quan trọng ngày càng có sự thay đổi. Dù biết khi tổ chức một chương trình, việc thu hút sự chú ý là rất quan trọng nhưng việc để chất lượng tỷ lệ nghịch với độ viral thì hẳn là các nhà sản xuất nên cân nhắc lại. Một vài diễn đàn nhận về sự trao đổi về chủ đề này rất nhiều: hãy trả lại sàn diễn thời trang cho người mẫu, nghĩ thấy tuổi cho nghề model, đáng lý ra thì đó phải là sân chơi của model thôi, nhớ thời xưa xem sâu nào chất sâu đó, bởi mới nói tư duy của Hương Giang sắc bén thật sự. Cách đây vài năm đã nói câu cách để trở thành sao hạng A đó chính là thi hoa hậu đỏ, vedette mà vấp lên vấp xuống. Nhìn Quỳnh Anh với Quỳnh Hoa đứng né ra cho Phương Nhi đi nhìn đúng thương. Bạn nghĩ sao về thi hiếu của ngành thời trang hiện nay? Cùng chia sẻ bên dưới nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.